Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yumio. Chè trôi nước là một món ăn truyền thống rất được yêu thích ở Việt Nam, đặc biệt là vào những nghi lễ. Hôm nay vào bếp, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món chè trôi nước mà thành phẩm sau khi nấu xong để 2 ngày vẫn không bị cứng, chè vẫn giữ được độ mềm dẻo. Phần đậu xanh này mình dùng để làm nhân, mình đã ngâm được 4 tiếng và đậu xanh cũng đã nở ra. Các nguyên liệu dùng kèm để xên nhân đậu xanh gồm có đường, nước cốt dừa và muối. Vỏ chè trôi nước mình sẽ sử dụng bột nếp để nấu. Bột nếp này mình mua ở siêu thị nè, hoặc các cửa hàng tạp hóa đều có bán. Bịch bột này có khối lượng là 400g. Và trong công thức nấu chè hôm nay thì mình sẽ sử dụng hết cái lượng bột này luôn ha. Để chè nấu xong được mềm, dẻo và không bị cứng, mình sử dụng khoai lang nhồi chung với bột, cà rốt, lá dứa và củ dền. Mình dùng để tạo màu cho món chè được đẹp mắt hơn. Nước đường mình sẽ sử dụng đường thốt nốt để nấu, để chè có độ ngọt dịu nè. Và ăn đường thốt nốt rất là tốt cho sức khỏe. Thêm một ít gừng nữa ha, để tạo mùi thơm cho món chè. Bên này là nguyên liệu dùng để nấu nước cốt dừa ha. Gồm có nước cốt dừa, đường, bột năng và muối. Để món chè được thơm hơn mình sẽ rang thêm một ít mè trắng và rắc lên trên. Nếu mà không có mè trắng thì các bạn cũng có thể thay thế bằng đậu phộng rang ha. Trên đây là tất cả những nguyên liệu cần dùng để nấu chè trôi nước. Và công thức chi tiết mình cũng có chia sẻ ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng nấu món chè trôi nước với mình luôn nha. Đầu tiên mình sẽ rang mè ha, mình cho mè vào chảo nè, bật lửa lên và đảo đều tay để mè không bị cháy. Khi mè có mùi thơm và vừa vàng như vậy là đã đạt rồi, mình tắt bếp luôn nha. Tiếp theo là mình sẽ hấp khoai lang với đậu xanh. Thường là mình sẽ sử dụng khoai lang trắng nhưng mà hôm nay mình không có mua được khoai lang trắng nên mình thay thế bằng khoai lang vàng. Sau khi hấp được 20 phút giờ mình sẽ dỡ nồi ra nè và kiểm tra xem là khoai với đậu đã chín chưa ha. Dùng tay bóp một hạt đậu, mình thấy đậu đã mềm nè. Khoai lang cũng đã chín rồi, mình vớt khoai với đậu ra luôn hen. Mình dùng muỗng tán nhuyễn đậu ra. Thêm vào đây 2 muỗng canh đường. Một phần 2 muỗng cà phê muối. Và cuối cùng là 2 muỗng canh nước cốt dừa. Bật lửa lên và bắt đầu mình xên nhân. Mình trộn đều tay luôn hen, để đậu xanh không bị cháy. Khi thấy đậu đã đạt độ dẻo vừa phải rồi thì mình sẽ lấy một ít bỏ lên tay nè và mình vo viên lại xem đã kết dính chưa. Đậu kết dính lại như vậy là đã đạt rồi. Mình nhấc chảo đậu xuống và trong lúc đậu đang còn nóng thì mình sẽ vo viên luôn cho dễ ha. Với 150g đậu xanh sau khi nấu và xên xong thì mình sẽ thu được là 290-300g nhân. Thành phẩm hôm nay mình thu được là 290g nhân nên mình sẽ nặng ra được là 14 viên nhân loại 20g và 1 viên nhân 10g. Dùng màng mập thực phẩm mình bọc kín nhân lại để nhân không bị khô. Bên đây là tất cả những nguyên liệu dùng để làm vỏ bánh, gồm có bột nếp nè, khoai lang mình đã tán nhuyễn, nước màu cà rốt, lá dứa và củ dền, mỗi loại 50ml. Bịch bột 400g mình sẽ chia làm 4 phần, mỗi phần là 100g.
Nếu mà mua được khoai lang trắng thì mình sẽ sử dụng là 200g khoai lang trắng và chia làm 4 phần, mỗi phần là 50g để cho vào chung với bột. Ở đây mình không có khoai lang trắng nên mình thay thế bằng khoai lang vàng và mình sử dụng là 150g khoai lang vàng. Mình sẽ chia làm 3 phần, mỗi phần là 50g. Riêng màu trắng thì mình sẽ không cần trộn khoai lang vàng ha. Như vậy là phần bột mình đã chuẩn bị xong rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu pha màu và nhào bột. Mình trộn đều bột với khoai lại với nhau. Sau đó mình cho từ từ nước sôi vào. Tiếp theo là đến nước màu cà rốt, nhào bột đều lên ha. Tỷ lệ bột, nước sôi và nước màu cần dùng á, mình có ghi rất chi tiết ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm nha. Bột sau khi nhào được một khối mịn rồi á, mình sẽ đậy kín lại và để bột nghỉ trong khoảng 30 phút. Các màu còn lại mình cũng làm tương tự hen. Mình sẽ chia bột thành những viên nhỏ có khối lượng là 30g. Viên bột sau khi được vo tròn và mịn rồi á, mình sẽ dùng ngón tay cái ấn một lỗ ở giữa. Và tiếp tục mình nặn đều ra như hình một cái chén á. Sau đó mình sẽ cho viên nhân đậu xanh vào ở giữa. Vỏ và nhân á, mình sẽ làm theo tỷ lệ 3:2. Trong công thức này á, mình dùng 300g vỏ và 200g nhân. Như vậy là viên chè ỉ của mình có khối lượng là 50g. Sau khi cho nhân vào á, mình sẽ túm bột lại để bột bao phủ hết nhân. Phần bột còn lại này á, mình sẽ nặn thành những viên ỉ nhỏ. Các màu còn lại á, mình làm tương tự hen. Đây là những viên chè trôi nước mình vừa mới nắn xong, gồm có 15 viên chè trôi nước lớn và những viên ỉ nhỏ. Mình có chuẩn bị sẵn một nồi nước nè, giờ mình sẽ bật lửa lên để đun sôi nước. Nước sôi rồi á, mình cho những viên chè vào luộc. Và cái cách luộc để cho chè không bị dính vào đáy nồi á, là mình sẽ thả viên chè từ từ vào. Mình xoay tròn viên chè á, để cho cái mặt bột được xe lại. Sau đó thả xuống ha, như vậy là viên chè sẽ không bị dính vào đáy nồi. Chè khi chín á, sẽ tự động nổi lên trên nên mới có tên là chè trôi nước. Những viên chè ỉ chín trước nên đã nổi lên trên, mình dùng vá vớt ra ha và cho vào trong tô nước lạnh. Những màu khác á, mình cũng sẽ luộc tương tự như vậy cho đến hết. Tiếp theo mình nấu nước đường ha, mình cho vào trong nồi một ít lá dứa. 400g đường thốt nốt. Mình cho thêm vào đây 1,5 lít nước.
bật lửa lên á để bắt đầu đun sôi nước đường. Khi nước đường bắt đầu sôi á, mình sẽ bật nhiệt độ về mức lửa trung bình và nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Sau khi nấu thêm được 10 phút rồi á, mình vớt lá dứa ra. Cho thêm một ít gừng vào để phần nước đường được thơm hơn nè. Như vậy là nước đường mình cũng đã nấu xong rồi. Tiếp theo mình vớt những viên chè cho vào nồi nước đường. Tiếp tục nấu và đợi cho nước đường sôi lên. Nồi chè cũng đã sôi rồi, mình hạ nhiệt độ về mức lửa thấp và nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, nồi chè cũng đã chín rồi, mình tắt lửa nhắc xuống ha. Phần cuối cùng là nấu nước cốt dừa, mình cho vào nồi nước cốt dừa. Một ít lá dứa để phần nước dừa được thơm hơn. 1/2 muỗng canh bột năng. 1/4 muỗng cà phê muối. 1 muỗng canh đường. Trộn đều lên và bắt đầu mình nấu ở mức lửa trung bình. Nước cốt dừa bắt đầu sôi lên và sánh đặt lại. Như vậy là đã đạt rồi hen. Mình tắt lửa nhắc xuống. Mình múc chè ra chén ha. Và mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Mình cho thêm vào chè một ít nước cốt dừa. Để món chè thêm phần hấp dẫn á, mình sẽ trang trí thêm một ít mè rang ở phía trên. Viên chè trôi nước á, dẻo và dai lắm luôn nè các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn. Mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Chè dẻo có vị ngọt thanh của đường thốt nốt, thơm mùi lá dứa và gừng. Nước cốt dừa béo thơm rất là tròn vị. Mình trộn khoai lang chung với bột nếp sẽ làm cho viên chè có độ dẻo lâu hơn. Với cách nấu này, chè sau khi nấu xong mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 ngày. Viên chè vẫn giữ được độ mềm dẻo và không có bị cứng. Chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo nữa nhé.